Hello nhầm người, hôm nay lại quay trở lại với cả phân phía ba đây và vẫn chơi với ông Huy Anh Vũ thôi. Hôm nay sẽ chơi thử cái chế độ multiplayer của nó. Hôm trước đã chơi hết cái phần cốt truyện rồi, phần chơi cốt truyện rồi thì hôm nay sẽ chơi thử phần multiplayer. Game nó có multiplayer và có thể chơi được 4 người nhé. Này có thể chơi 4 người, tối đa 4 người. Nhưng mà hiện tại mỗi hai người thôi, không có bốn người nên là thôi chơi hai người vậy. Chế chế multiplayer nghe bảo nó cũng khá là giống. Alo. Ok đợi chút đợi. Nói chung là thôi cứ vào chơi để biết. Cái gì? Nói tao không ấy. Cái chế độ này nó giống Call of Duty, nhưng mà nó không phải chỉ có zombie đâu mà phải bắn nhau với cả người nữa. Mà hình như cả hai người đều không có ma đâu, chế độ không có ma đâu sao ấy, chỉ là có súng bắn nhau thôi. Vào nhá. Chơi thử em mà nó như thế nào. Con game này nó có hồi em mua có 40.000 thôi đúng không nhỉ? 40 mấy nghìn nhỉ? Đây rồi, đây rồi. Ông đây này. Đây. Mỗi cậu lục mạnh Từ từ em mở thêm súng. đi rồi Còn 20 viên đạn đấy. Bây giờ đi đóng cửa. ui em lên đây mày. Bây giờ mình thủ kiểu như kiểu kiểu mình phòng thủ ở trong này hay sao ấy. Lên đây Đây là có khiên này. Cái gì vậy? Con lợn cái khỏe đéo. Đây này. anh như phải đi ăn lốc đây đồ. này, đây đây mà mình cũng phải đóng cái này, mình cũng kiểu sửa cái này giống kiểu karaoke vậy Tôi đéo gì? đấy. Ấn E đi, vào Ấn E đi, vào Ấn E là sửa cái đấy. Bọn nó tấn công rồi kìa, chuẩn bị đỡ này, chuẩn bị thủ này. Mình cũng nhiều tầng lắm, 3 tầng cơ. Đi. Cái nhà này 3 tầng cơ. Thôi đéo sửa tiếp à. Trên này cũng có súng mà nhưng mà chưa mở được. Thì Ông đâu ra sửa mẹ lại đi. được Không sợ đâu, không sợ. Chắc là súng bắn nhau rồi. Bắn rồi đây. Đéo có ma quỷ chán với lin. Phải xong mới có. Cam cũng thang. Ôi đi có mẹ đông lắm. Ôi. Tìm mẹ. Là đấy. Ấn quy vào tường này để nấp. Không phải ấn di chuyển để ngó nè. Mẹ trên này cũng có này. Thủ trên đấy đi, tôi thủ dưới này. Đi à, u đi mẹ có 5 viên đạn ạ. Bắn cẩn thận đấy, hết đạn mà, chế độ không quất không vô hạn đạn đâu. Mercy đâu, ulti băng kia đi. Ui đi mẹ, ui còn thấy con ma ở ngoài cửa. Ui Con đi. ma mà. Ui đi, tao lắp Ui đi bom mẹ. thôi. Quái lìn. Gì đấy? Bắn ma rồi nó nhập vào mình ạ. Mình chám một lúc ạ, phải cứt. Bỏ hết cả màn hình luôn, phải cứt tập. Này. Bắn đâu nhỉ? Ở đây 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 đi. Ấy giúp tao chém nhá, chém nút chuột giữa đấy. Có cái nút chuột giữa. Hình như tôi nhặt được đạn như sao ấy. Ông ơi, hình như nhặt được đạn này nào ấy. Ê. Nhưng nhặt được đạn này sao tôi lên 30 mấy viên rồi này. Hẹo rồi, sắp hẹo rồi. Ông ở đâu đây? Ông đâu? Có đàn không? Ngon. À đi ra khẩu súng này lấy đạn hay sao ấy. Đi ra khẩu súng lục lấy đạn sao ấy. Tiêu action. Ông thử xem ông có làm được cái trò trượt trượt không nhỉ? Ui đi vạn có liệu. Ông làm được mà.
Làm gì? Ấn chạy xong rồi ấn chuột giữa. Chuột đấy. Được đéo đâu. Ấn chạy xong ấn chuột giữa nữa. Được mà. Đấy, đấy, úi dồi, một đá giữa mặt. Đây này. À, được đéo đâu. Quay complete này này. Đây này. Chạy nhá, ấn giữ để nó cứ để nó chạy đi, cứ để nó chạy ấn chuột giữa đấy. Đéo được. Được mà ông ngáo vãi. Ông ấn cách ông ấn ship cái để cho nó chạy đi. À mình đóng mình sửa cái này. Đây đây, đang chạy nhá. Không được. Đi. Ông bị ngáo rồi, nhân vật ông ngu vãi. Đấy, tôi thượt cái viên này. Ui cái gì đấy? À đây. Không vào rồi, chó. Lần này nghe có vẻ đông hơn. Quỷ ấy. Mọi người bên đây. Ôi mà sao mình lại được hồi đạn nhỉ? Hồi đạn thì mình đi cho cái khẩu súng mới được hồi đâu ấy. Trời ơi, khóc ăn kìa. Ra đây mà không? Đến nhận được súng của nó nhỉ? Đi có mẹ. Mày nhờn mày một đá. Đi đấy. Điều. 5 yên. Nằm đây. Bọn tấn công vào này. Mẹ ma quỷ đâu ra mẹ vậy. Shotgun. Shotgun. Còn mỗi lần mình chạy qua khẩu lục và mình được đạn. Đúng rồi. Đi cái mẹ nó bắn tao đau quá. Mày nhờn tao này. Mày nhờn này, một đá. Quỷ đâu ra mẹ đây. Chưa có ma quỷ đâu. Phải cắp có xong tôi vừa bắn một con ma xong cái con mặc áo đỏ trắng trắng. Mày. Bắn ấy, bắn ai nhỉ? Bắn ma. Hình như cũng có bọn ma nó bắn nó hay nào. Bọn nó quay vào bắn ma nó. Qua cô vào nhanh tôi đi ăn mì tôm. Nhau vừa ăn vừa chơi. Mẹ assassin creed mẹ rồi. Tự nhiên luôn mình có ma bắn. Bắn ma ngủ. Ở đây ma này mày ơi. Mày đây. À đây con này con bé này. Ui đi. Đấy thấy chưa? Thấy chưa? Tôi giết ông rồi, ông bị nhập rồi. Nhập cái kèn. Áo rồi. Ui đi. Mày nhờn này một đám. Thôi giờ đéo làm được. Ấn sweep cho nó chạy đi mà. Ông thử để cho nó chạy đi mà. Vừa làm rồi đéo được đâu. Thôi. Thanh thủ làm miếng mì đó quá. Trượt. Ông gà quá mà không được mà. Sửa ấy. Ui. Ôi. Hả? Quay ba đâu? À sửa đi, sửa đi. Sửa đi. Có hỏng mấy đâu. Góc mà ít hỏng lắm. Không góc này nữa. Góc này không hề công. Ôi giời, hết giờ, đéo cho sửa nữa. Cái gì ấy? Cái đéo gì ấy? Tôi vừa cái gì rút qua mặt tôi ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Quỷ ra mẹ đi. Kiểu nó dưới kia kìa. Đi. Bắn ra thế. Có slow motion không? Quên mất. Không có đâu. Quản vậy. Úi dồi ôi, bọn lính mới á. Ôi nó bắn công tôi rồi. Đây. Bọn lính ấy khỏe lắm. Đi. Chết cả hai rồi. Như Len. Chơi nữa. Kiếm bị tức. Gà vãi. Ông chết trước. Tôi chết, ông chết mấy lần, tôi cứu thế. Cộng đoàn ạ, bị con ma nó nhập.
Ôi giời ơi, như kẹt. Thử thử chơi sang phần khác xem mà xem có map nhá. Thử chơi map 2 nào. Nhiều map không ạ? Để đếm được bao nhiêu map nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 12 map không ạ? Có vẻ giống Left 4 Dead. Thử xem map 2 nào. À, thử test thử cái chế độ này xem nó thế nào. Map 2 thì cũng phải là ma mị này. Làm thế nào là mở thùng mới nhỉ? Hình như mở mình phải mở cái hòm đéo gì ấy. Thì mới ra thùng mới nào ấy. Mình đéo thùng mới đéo chơi được. Dưỡng hích lách. Chỗ này nó là như cái cầu nhỉ? À cái chỗ này như cái chỗ mà tôi với ông bắn nhau để ấy con robot này. Đấy con robot ở đây này, đúng không? Thế. Trước cái hôm mà bắn đúng rồi, đúng rồi. Đấy robot này. Năng ấy phá cửa quên mất. Mới nhỉ? Quá chịu vai. Dừng hết đấy kìa, lút bốc lút bốc. Bây giờ rơi xuống đây có chết luôn rồi mẹ. Chết luôn đấy. Lút bốc ở đâu? Bông thầm Overwatch đi đâu, đi. Ở đây, 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 Dương này ông ơi, Dương ở đây. Tôi thấy Dương sao kìa, rồi. Sao kìa. Ô, đây, giật cả mình ạ. Ô, cái gì đây? Mẹ. Cái gì đây, con lên nó làm gì tôi ấy. Đây, zombie của ông này đấy. Ờ, cắn tao đi, để tao thành zombie. Nhọn này. Ui đi mẹ lại con ma. Có thỉnh thoảng con ma nó xuất hiện. Ui đi mẹ, nhập rồi, đi mẹ. Mờ cả mắt. Mẹ, con cu mà màu. Vì con cu mà mù con mắt rồi. Cái gì mẹ mà đau mắt. Ui đánh tôi. Đạn rồi. Cổ vãi loèn. Nhưng mà súng mình nạp đạn đâu nhỉ? Mày nhớ tao này. Đâu mà? Có cái thương này không ai? Mày mở đi, tôi hết đạn rồi, có kìa. Ờ, cái thương này nhặt được à? Để nó cầm lên trên nào. Mở cửa cho tôi, tương vào đâu à này? Đây, nó bảo mình cầm dương vào đây, nhưng mà tôi cầm vào. À, có súng mới này, sóc ăn này. Trời ơi. Nhưng mà nhặt cái mất luôn ạ. Đi. Có Uzi ấy. Ông nhặt chưa? Chưa nhặt được à? Lục có Uzi kìa. Ê lục ạ. Nhặt cái này không mất này, ngon. Mình phải ra nhặt cái hòm. Đúng rồi, mình phải chạy ra ngoài, mình nhặt cái hòm, mình tìm cái hòm, mình nhặt hòm xong rồi chạy về thì mình có súng mới. Cái đạn. Mẹ tao bắn mình ạ. Đánh bắn cất ra, có quái đằng sau này. Kiểu đéo gì đấy. À có hai đường, quên mất. Cái đéo này lên ạ, buồn vật lời. Bọn này nó trèo được ấy, không phải là bọn nó có hai đường đâu, bọn nó trèo nhiều đường lắm. Mày nhờ tao. Mày nhờ tao. Trèo bom. Kịp đạn. Cả mấy cái tường này cản được. Ui đi mẹ bọn nó nhảy á, đéo rồi. Có nhảy lên được mà. Thằng sau kìa. Phải có mặt lò kia kìa. Rồi Uzi vô hạn đạn thì ngon rồi. Uzi vô hạn đạn đấu đâu. Nó đi có mẹ nó choáng thôi thôi kêu. Quái đang quay nó choáng mình cho mẹ chó. Kim. Uzi có vô hạn đạn đâu. Mẹ nó vào trong nhà mình nó quẩy này. Quẩy cướp thật. Uzi vô hạn đạn à? Uzi thoải mái. Bắn thoải mái, đéo lo. Có thương ngon. Có thương gắn. À tôi nhặt thì nó cũng sẽ mất. Không.
Chạy, chạy 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 ra tìm tìm hòm đi, chạy ra tìm hòm, có hòm mới không? Đây không mới. Hết máu rồi. Đây rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy không anh? Máu tự hồi mà. Tôi bây giờ, tôi bây giờ đít đít sao mất máu này? Mất máu cái gì, đi nhanh lên. Hết man phải chạy ra ngoài để mình lấy súng mới. Cái... Ok, có súng mới rồi đấy. Lại không lăn mà. Tôi đừng nhặt nữa, nhặt Uzi. Man mà chắc là mấy cấp đầu ấy chỉ cho khóc ăn thôi. Nó không được tin đâu. Chạy vào nhặt đấy á. Mẹ. Sơ mẹ rồi, đúng con tôi bét. Ơ, cứu tôi. Cái mẹ đông quá, đéo cứu được. Đông thế, biết thế cũng không ăn à. Chịp đạn quá, cứu lại đi. Mày nhờn tao này. Ủa mò lâu đằng sau kia đó, đằng sau. Mày nhờn tao này. Tóc căn mà hai viên nổ nó mới chết ạ. À. Hai quả liệu này, ngon. Nhờn tao. Đi mà đông vãi gì nè. À, đây là cái trò Last Man Standing ạ. Ngon. Gửi con kẹt. Con đi mẹ ngã rồi. Bắn một trượt. Mẹ đạn lục rồi. Làm đạn lục quá lúc nằm còn bắn được. Ở kia có một cái hòm màu đỏ sao kìa ông kìa. Tôi thấy có ánh sáng màu đỏ kìa. Mà đấy. Bỏ xuống rồi. Mà đấy. Không có khóa này bắn nốt đi. Dương màu đỏ đâu. Tôi kiếm hòm luôn. À đây là phần hòm này. Nhặt đi. Hồ Dương này, Dương này. Đấy, hòm đỏ kìa. Hòm đỏ kìa, ta nhặt hòm đỏ. Đấy, đã nhặt đi, chạy nhanh mãi cả lìn ra rồi. Như ở tầng 1 nó cũng có một chỗ để đặt đấy. Không đặt tầng 2 nữa, tầng 1 đi. Để tầng 2 an toàn. Có tầng 1 đường vào đâu. Ôi lên mẹ đường 2 đi. Ngựa quen đường cũ. Cứu tôi, những thằng đuổi tôi. Ôi. Ôi, được súng mới hiện rồi. Ô, tôi được súng rồi. Gì? Thôi không sao, tôi nhặt shotgun ăn đi. Shotgun ăn tôi cảm thấy shotgun ăn bắn có vẻ ngon hơn. Tôi nhặt được khẩu 31 này. Ê, đây là man lốc được cái trượt ạ, à, vãi cứt. Đi. Tao man lốc cái trượt nữa đi. What the fuck. Ôi, bọn gì ấy? Bọn chó, đi. Quái mới nhá ông ơi. Ý, cái mẹ con lồn lên lại. Nó chỉ sáng mình đấy. Rồi, đông quá. Ôi, đông quá. Úi dồi, đéo đỡ được mà nó đông lắm. Đó, chuẩn lên. Game là khó à. Cái này hai người hơi khó không ạ? Phải có 4 người cơ. Chứ hai người có vẻ là hơi đuối. Không có trình độ khó nhỉ? Thế như đây trình độ khó không? Đéo gì, hát đít đi. Thử chơi cái map cuối mà. Thử chơi map cuối xem xem có nào không. Mà map này nó nói là cái fucking run này nhưng mà phải chạy ấy. Không ạ. Mấy cái mod map con check trên này là kiểu mình phòng thủ rồi. Sâu kinh này thì tôi không biết là gì này. Chạy thì cũng lắm như Left 4 Dead thôi. Fucking run này như là chạy đấy. Chạy map như Left 4 Dead thôi. Thử phát map cuối mà. Xem nó như nào. Khổ. Ơ mới vào khó cái map này có súng ngay này. Dạy dạy. Ơ mẹ cái. Có gì đấy. Cái gì đấy. Kịp gần chết rồi đi mẹ. Ơ
chuyện đàn thôi ông ơi, tôi cảm giác mà hơi bị súng đạn. Hết mẹ đạn thôi. À đi, thủng của nó ăn được đạn, là thủng của nó ăn được đạn đâu. Cái đéo rồi đấy. Kịp mẹ sư tử. Cho cái nào này đạn mà. Cái đấy. Hai cả lìn bo. À. Một người chết là cả hai cũng fail. Lìn bo ạ. Trời có bo ạ. Bo ạ ừ. Phải cứ vậy. À mình phải chạy không để cái bo dính vào người ạ. À. Thì cũng thế đấy. Lại không hay là thôi. Ôi trời đéo ơi, mẹ. Nói chung là thôi chơi thử ai thôi. Không có 4 người nhỉ? 4 người chơi nó mới ấy, chứ 2 người thì nó hơi phế. Thôi, nghỉ. Hiệp lần trước định bảo mua ấy nhỉ? Nhưng mà chơi mẹ hết cốt truyện rồi. Không hề bảo ông Hiệp, ông Đạo mua cho hai ông mới chơi cốt truyện đi. Còn đâu chơi multi thì 4 người.